Mendo. Nên mà Why? đang stream Ok. Gì vậy? 3 phút nữa. Anh là anh không biết. Anh bắt đầu đếm giờ. Không biết gì. Anh không nhớ team nào rồi team nào nữa. Cứ mời hết vô. Phải loạn. Cái danh sách đâu? Sau hay năm tới có hàng Huawei vô là ngon.
Em éo ngờ là Huayu nó phải vô đội hình 2 của Lunatic 2 luôn hết. Có đã. Hử? Huayu à. Vâng. Nó phải vô đội hình 2 của Lunatic 2. Thì nó đánh được mỗi mình Genji chứ mấy. Vô đây. Không có ad phải thằng nào luôn. Anh coi danh sách đi. Thì đang coi đấy, đang ad bóng vô đây mà vẫn chưa có ai trả lời. Một kêu chết đi mời tay to vô, mời chết đi vô, mời tay to vô. Mà error vô cũng được. Thằng Toby nó chơi Lucio giỏi bao nhiêu thì đám còn lại chơi dở bấy nhiêu. Hình như tắt chế độ duyệt bài đúng không? À. Mấy tụi nó có biết hôm nay đánh chung kết không nữa bây. Bét gen là ai gót? Hử? Bét gen. Bét gen data là ai? Biết chưa không? Bét Anna. Mình Rusty căng căng hết. Ờ. You can set together.
Minoka chứ. Gọi là Minono. Hi hi. Thằng ấy cho Lucio hay quá. Mấy bạn ấy có biết hôm nay là chung kết không vậy ta? Em nghĩ là không. Hi hi. Mà chẳng lẽ quá 20 phút cái disqualify hết cả hai team. Tiền thuật dạy hai cách tạ. Có ông tay to kìa, ổng có trong này rồi, team bên kia không có ai thì ấy thôi. Team bên kia đánh án một đống luôn. Mà không ai nhưng mà không accept hết. Thì anh vô bằng tao bắt tao tác á. À rồi, không ai accept hết. Mà mình nó biểu tình. Em biểu tình nhân công. Ồ. Anh bao giờ thấy thằng Toby chơi DPS chưa đó? Toby Chưa. Không biết thanh niên Rin là có phải trong team Vanquisher không?
Hình như đúng. Éo vô luôn kìa. Đang 4 cộng hốt này hình như đúng. À, chuẩn đi bây nhà, chuẩn 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 bị đi nhảy dù thôi. Hay hay. À, chung kết mà các bạn chậm chạp quá à. Nếu nếu mình là thằng Đạt đang cát thì nãy giờ mình đã chửi rồi. Cho đi nhảy dù đi. Thôi, F3 gì? Đợi đủ người. Tự bắn mình đi, lười quá. Các bạn lại nấu. Úi. Và bán đi mình xem thôi.
Thôi để cho tiêu vô. Tại sao? Đừng đừng. Thôi rồi, quên nữa lắc. Entering the Necropolis. Thôi rồi. Ủa sao bay bắt ngon nữa. Mèo không nào. Prepare for battle. The fuck? Select your hero. Let's start over at the beginning. I am ready. What? Enemy needs 15 kills to win. One shot, one kill. Personne n'échappe à mon regard. Oh shit. Ooh. What? Phải chỗ cho mình chơi. Locked and loaded. No one can hide from my sight. Oh, yeah. What the? Ông mới nhảy lên luôn hả? Oh my god. Mình cũng hội nhập à, biết là bắn kéo lại rồi. Enemy needs 10 kills to win. Ao. Ủa trời ơi. Đau tim quá. Đau tim quá.
No one can hide from my sight. Yeah. A thing of beauty. Còn một phút rồi guys, giờ sao? Anh không biết. Nó cứ chờ thôi chứ đang chờ chung kết nữa. Sao bắt mày sao? Now you have my attention. Enemy needs 5 kills to win. Où en étais-je? Fuck. Personne n'échappe à moi. Moi đang chào. Bye, babe. Flank cũng yếu được. Oh, no. Greetings. Bonjour. Mà FFA trở thành free for chào. Free for chào. Locked and loaded. Enemy needs 3 kills. No one can hide from my sight. Oh. Fuck. Enemy needs 2 kills. Je ne vais plus te lâcher. Personne n'échappe à mon regard. Enemy needs 1 kill. Oh, ông chết kìa trước mặt. Play of the game. Double kill. Hai like chưa có? Chưa.